là đó, cảm ơn người ha. Đây là quà lưu niệm nè, à quà lưu niệm nè đó, thấy không? À, nhìn cái hàm râu này, nhìn cái mặt này nhớ nhớ S-Time TV quá nè đó, nhìn cái mặt này đều đều giống S-Time TV không đó. À, con này bánh mì nè, bánh mì TV đây, bánh mì TV, bánh mì TV đó, đúng rồi, vô đây cái gì cũng muốn mua hết á. Còn cái này là lý lắc nè đó, lý lắc nè đó, lý lắc TV đó, lý lắc nè đó, vô đây tốn tốn máu thiệt luôn á, không có giỡn đâu, dắt con nít vô đây là xong win luôn. Ok. Nhiều đồ lắm. Mọi người nghe chuyện thú vị nói có rõ không? Bây giờ thì bên Việt Nam mới có 7-8 giờ đúng không? Đó. Nè, đó PlayStation này, đó. Còn bên kia là tất cả các gian hàng đồ chơi đó, dù dẫn con nít vô đây là chỉ nó chết thôi. Cái này mình dẫn con nít vô là xong luôn. Ok. Đồ chơi rất là mắc nha tất cả mọi người. Đồ chơi này rất là mắc luôn. Đó. Đó mọi người thấy không? Chụp cái men này. Đó. Đúng rồi. Đó, thấy không? Chút nữa không mua cái chút nữa cái vợ chồng cái con càu nhau cái vợ chửi chồng chồng la đó, cái hai dòng cái lộn chơi vậy đó. Men rồi nè, đó, thật cho thấy đẹp không? Men nè, đó. Ôi trời, vô đây tôi nhìn tôi còn khoái rồi, đừng nói chị. Người không? Ok, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi tiếp nha. Đi ra ha, vòng ra này nha. Đấy. Đó, bên đây là cái gian hàng đồ chơi bự hơn đó. Đó. Khủng long cho mọi người. Đó. Hôm nay là tới 10 giờ mới đóng cửa nha. Đó, Lego nè. Đó, mang xa. Thấy không? Xe là tất cả mọi người. Đó. Xe bự. Tất cả mọi người nè, xe nè, mà hầu như bên đây cũng rất là rẻ nha tất cả mọi người. Xe bên đây là nguyên cái chiếc này chỉ có 64 đồng thôi, 70 đồng, tính ra Việt Nam khoảng 1,4 triệu, nó không có mắc bự chà bá như con chịu mấy à. Bên đây cái gì tất cả mọi người thấy không? Đó, nó trung bình khoảng 49 đồng, 69 đồng. Điều xe điều khiển Ok, à, máy máy bay gì đó nè. Đó. 74. 74 đồng. 74 đồng thì tầm khoảng 1,6 triệu cỡ đó. cái này đọc là Chạy tập cho mấy đứa nhỏ nó bay flycam rồi đó. Cái này không có flycam mà nó chỉ quay thôi. Nó chỉ bay thôi. Đó. Pokemon Tất cả mọi người đó, gian hàng Target của người ta rất là rộng, thấy không? Ngoài đồ chơi ra thì còn rất là nhiều cái, nhiều lắm, nhiều lắm luôn. Cái này là về Rubik, Meshibo. Meshibo này là dài cho banh, nó trong đây nó có hình ảnh thì là cho mấy đứa nhỏ coi. Magic. nhiều cờ vua này. Đó nè, giống như cái trong chèn quan vậy.
biết cho tất cả mọi người. Đó. Tôi có rất là nhiều đồ chơi cho con nít. Vô đi, phục vụ đi. Mình vô thì mình được con thích nè, đừng đó chị. Ở đây là dành cho dành ở đây là W Robot. Đấy. Đó. Châu xin hả? Star tất cả mọi người. Cái mấy cái mô hình này đẹp hơn cho tất cả mọi người ha. Hồi nhỏ mà có mấy con này mà ở Mỹ mà gửi về thích lắm luôn tất cả mọi Quý lắm, hồi nhỏ mà. người, mày dĩ dĩ mà được tặng mấy con này á, ở đó có mấy con quý lắm, thích lắm không. Ở đây nếu mà tất cả mọi người mà dẫn con cái vô đây thôi thì thôi Gặp hai mươi cưng con con. là má nhìn không ra luôn. Đó. Để công viên chuyển đưa ra nè. À. Xong mình xấu. Kiếm chuyện tương vị với mày. Fuck. Mày. Để tắt đi con. Đẹp cháu. Con chịu kìa. Tất cả mọi người thấy không? Đã ha, thôi tôi dẫn mọi người đi chỗ khác chơi nữa nha. Bên đây đi rồi. Lạnh bà cố luôn. Bây giờ tôi Dẫn mọi người đi đâu ta? Nè, súng nè. Kính thưa các loại súng luôn, đó. súng này không? Đó. Súng vẫn đang ngồi Nè, đó, ta 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 bắn vậy đó. đây. Muốn đằng bi nè. 69 đồng. Lô cho bài PayPal 89 đồng. Đó. Mọi người thấy không? Nè. Súng là Á luôn nè, thấy 24 đồng. Má ơi, cái cây 24 đồng không? Trời, cái cây bự chà bá vậy có hai mấy đồng mà trời. bốn đồng chín chín Ồ. Cây này có 31 đồng nè tất cả mọi người. Ok, 31 đồng luôn. Đó. Đó trời. Bèo bèo. Cây 26 đồng, 26 đồng. Đó. hai chục hai chục đồng nữa kìa. Ôi trời ơi. Còn mầm hết rồi. Ôi trời ơi. Vô trong đây thì sóng nó hơi yếu nha tất cả mọi người, thông cảm nha. Là cái máy massage lưng nè. Cái này là cái máy massage lưng nè tất cả mọi người. Nhằm chú chị massage đó. Đó, tất cả mọi người thấy không? Đủ cái đồ chơi hết đó. Không có thiếu cái gì hết. Này. Thực ra thì nó nói là cấm cấm China nhưng mà thật ra là bởi vì ở bên đây thì hầu như là đồ China rất là nhiều nha tất cả mọi người. ủa đi kiếm cái một cái chỗ Ủa, mà mua cái máy mua cái đồ mà giặt đồ á cho nó không có bị đây là cái ba lô giữ giữ lạnh nè tất cả mọi người. Cái ba lô này tất cả mọi người bỏ đá vô đó. Cái ba lô bỏ bỏ đá vô mọi người đeo để sẽ giữ nhiệt luôn nè cái này.
Tôi đang đi kiếm cái đồ để mà giặt đồ để cho mọi người không có bị rách á, không có bị bay 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 màu ấy, lại sắp mấy cái. Đây là đồ vàng gian hàng cho dành cho thể thao này, tất cả mọi người. Còn bên đây là Dành cho xe đạp, cắm trại. lều, nó phải gặp lại. Ok. Nè, lều trại rồi nè. Đó. Nè, mấy cái này nè. Mấy cái này có mấy cái bình bình nước á. Mấy cái bình đó. 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 Chạy bộ. Leo núi. Là cái ba lô để mình bỏ vô leo leo núi rồi đó. Đó, rồi theo. Chơi hết. À, nhiều lắm. Thật sự ra thì ở bên đây thì cái gì nó cũng có tất cả mọi người. cái này là Đèn đèn nè, cái này là loa đèn đó. sáng, chỗ là đèn sáng Đúng rồi. ha. Nhiều lắm. Còn cái này là cần câu cá rồi nè, đó, đồ dã ngoại. Này. Nước là sao? Hồ. Chúng tôi cho rồi mình Mọi người không? Cái này là cái cọc. Tao giống ra bồ ghê không? cái này là cái đồ lọc. Nước luôn nha tất cả mọi người. Nè, cái này nè. Tất cả mọi người uống 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 nếu mà đi rừng á là cái này nè. Mọi người thọc xuống uống luôn, đó. Nó lọc liền luôn. Đó, ghê không? Đó. Đã không? Đó, mày bình này đựng xăng luôn cũng được. Đó. Đựng xăng dầu. Ê, mua cái này được à. Về bỏ nha, kế bên phòng. Cho nó quạt cũng ok. Cũng được. Kết. Giúp cái đi. Giữ đồ ăn á. Cho mọi người thấy không? Ở bên Mỹ thì cái gì cũng có nè, quạt nè. Đó. Quạt nhỏ quá. Đi đâu thì còn có xài. Bây giờ đây là xe đạp này. Đó, kính thưa các loại xe đạp. Bên đây là đồ Của xe hơi nè tất cả mọi người. Để coi cần nên mua gì không. Để bỏ vô xe. Ok. Mẹ nó bữa kỳ mình mua cái kia. Bữa kỳ mình mua cái này 20 đồng, đây nó bán đúng 20 đồng. Trời ơi, cũng như không. nay mọi người chưa Thấy mặt tôi đúng không? người chưa xấu xí đó Cho nên tôi không cho tất cả mọi người nhìn đâu. Hello tất cả mọi người. Nay mệt quá, ngày hôm nay đi cả ngày trời. Làm đủ thứ nhất. Hãy coi. Bluetooth.
dán vô cái chỗ tất cả mọi chào bánh xe nè tất cả mọi người, chào bánh xe rồi làm cho nó bóng xe rồi thơm xe đó, hôm nay rất là nhiều này, nhiều đồ lắm tất cả mọi người. Đó, rồi bây giờ đây mua cái đồ này để xịt xe này. Khi mà có xe rồi tự nhiên cái cảm thấy là mình mình cưng chiếc xe mà nữa luôn bác nha tất cả mọi người. Nó nhúc bụi nói chung là trong xe mình cái gì cũng có tất cả mọi người, không có để cho nó bị thiếu gì hết. Túi này đựng đồ này, quá trời đồ trong đây nè. Ủa mọi người đâu hết trơn rồi hả? Mọi người đâu hết rồi? Hello hello, có nghe tôi nói không? Nghe mới chào mấy mẹ. Dẫn mới chào mấy mẹ. Đi 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 chợ mới chào mấy mẹ đó. Giờ này không biết mấy giờ bạn ta. Oh, mới bảy mấy chứ nhiêu. Đúng rồi giờ này dân chơi giờ được còn ngủ. Dễ gì thức. À, rồi cái giấy này là giấy này để clean up. Đó. Cái bộ này là bộ clean up. Mười mười, ok. Mới giờ này sớm quá trời đúng không? Hôm nay rảnh cho nên là nghỉ đi vòng vòng. Nào tất cả mọi người thấy cái máy hút bụi bên đây không có nhiêu tiền tất cả mọi người. Máy bụi bên đây có mấy trăm đồng, mấy trăm ngàn. Một xíu mấy trăm ngàn. Đó. Bên đây mấy cái này á. Mấy cái quýt này. Mấy cái quýt này mình cho mọi người á là mua ở có xe hơi á, mua cái giấy này để clean cái này. Nó bóng rồi, sạch bông luôn. Mình đi kiếm cái chỗ bán về mà đồ cho máy giặt nha. À, đây là cái nơi mà bán dành cho ngoài vườn tất cả mọi người. Ở bên đây thì người ta có cái vườn á. Mấy cái gối ngồi này đó, đó thấy gối ngồi rồi nè. Gối ôm. Đó. Nướng. Thấy không? Đây là chợ Target nha tất cả mọi người, nó nhiều lắm. Đó. Đây dành cho người vườn nè, đó, mấy cái đèn rồi nọ. Đó.
đèn đèn cảm ứng cắm vô. Mấy đồ này chắc lắm. Rất là chắc. Cái này thì tất cả mọi người xịt thì nó sẽ chết. Diệt gián, diệt kiến, diệt tà lè hết rồi. Cho nên nè. Trong tư trang chút xíu. Chơi rộng mà. Cái đồ đi xịt xịt mà việc rận thảm rồi đó. Trời mùa đông nó hay bị lắm, tất cả mọi người mùa đông nó bị ẩm á. Cái thảm mình có rồi. Nó bay 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 mà làm sao sao không biết cái con đó là con gì mà ở dưới thảm cái nó bay lên. Không biết đó, cái là gọi là cái gì. Con không biết gọi là con gì. Bay lên làm ướt luôn tất cả mọi người, giống như là cái ở trong cái thảm á. Ở trong cái thảm ấy luôn, cái nó bay lên. Mọi người biết con đó là gọi là cái gì không? Phải rặn không? Còn mấy mũ phấn. Máy giặt, cái máy giặt đồ giặt thôi. Thảm này tất cả mọi người, đây là thảm này. Con này hai dán dính cứng lắm luôn tất cả mọi người, keo này nè, nó cứ nhặt luôn á. Chào tất cả mọi người nha. Bây giờ mọi người muốn đi nữa không? Hay là muốn đi coi không? Hay là ngưng? Ngưng sao? Không coi ngưng. Cái
tất cả mọi người nói chuyện á, thật sự là tất cả mọi người, mình lớn rồi cũng một lời nói, tất cả mọi người comment hoặc là nói chuyện cho vừa ý với nhau, mỗi người ý thức một chút thì nó sẽ trở thành một cái thói quen, và tất cả cái xã hội nó sẽ tốt hơn đó. Chứ thật ra đó, tất cả mọi người biết tại sao mà cái dân Mỹ và cái mọi mọi cái ở nước khác đó, họ đều phát triển không? Rất là đơn giản, họ ý thức được cái đất nước họ là như thế nào. Họ không có đem cái xấu của đất nước mình mà đem ra ngoài để mà nói chuyện. Đó, cho nên là tất cả mọi người thấy là Mỹ như vậy đó, nhưng mà không ai có thể mà đụng được được dân Mỹ đâu. Tất cả mọi người nhớ nè, dân Mỹ á, người dân tạo ra một cái xã hội, chứ không phải là chính quyền. Ở đây á, chuyện tôi muốn nói là như thế nào, có nghĩa là ví dụ như có thể mình lấy nước của họ được, nhưng mình không thể nào mình đàn áp họ được. Đó, tất cả mọi người, cái quan trọng là như thế. Nước họ được, nhưng mà có thể mình không thể nào mình cai trị họ được. Đó. Bây giờ cái thời đại 4.0 rồi, tất cả dư luận viên hay là cái gì đó tôi không cần biết, nhưng mà các bạn nói chuyện với tôi ngay cả nữa. Đôi lúc tôi nghĩ, tất cả mọi người biết không, đôi lúc các bạn comment hoặc nói này nói nọ, tôi nghĩ đây là con người đang nói chuyện hả? Không, cái đó tôi nói thiệt, tại vì bởi vì cái con người mình, có con người mình không thể nào mình dùng những cái từ hoặc là những cái cách mà nói theo cái cách của tất cả các bạn, tất cả một số người họ comment vào để mà kêu khích hay là nói, tôi cũng không hiểu được là cái đầu họ là cái đầu gì nữa. Thiệt không, cái đó thì vĩ sorry không, vĩ xin lỗi, cái nào có thì bị nói, tại vì tôi không có tưởng tượng được là một con người mà có thể nói chuyện theo cái kiểu đó, cho nên là tôi cũng hơi ngạc nhiên đó, chứ không có gì hết. Mình cũng thông cảm nha, không có tưởng tượng được, nó quá sức tưởng tượng đối với tôi. Khi mà các bạn có những người Vũ Nguyễn, mình nói nghe nè bạn, mình không biết là anh hay là chị hay là tất cả người, tôi nói rồi, những người đó tôi không có quan tâm nha. Cái cuộc sống của tôi á, là tôi chỉ biết tôi thôi. Không, tôi biết quá nhiều về mọi người, cho nên là đôi lúc nhiều khi á, cái cuộc sống của tôi thật ra mà nói đó, để tôi nói cho tất cả mọi người nghe này, thì cái cách sống của tôi á, rất là khó tìm thêm một người nó giống như tôi, dám hứa với tất cả mọi người như thế này. Bởi vì sao? Bởi vì thôi, sau khi tôi vào trong cái drama của chị Hằng rồi, tôi thấy là cái cuộc sống này nó kỳ quá. Đây là cái quạt để bàn rồi, lạnh lắm luôn đó tất cả mọi người. Cái này lạnh xíu nhỉ, đúng không? Cái này nhỏ xíu nhầm 19 đồng đó, còn cái này bự chà bá luôn, có 18 đồng. Ok, hy vọng là Vũ Nguyễn cũng hiểu cái cách của vị nói chuyện, đúng không? Bây giờ có những người comment vào á, nói là tôi scare này này nọ, nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm đâu tất cả mọi người. Bởi vì tôi chơi, tôi nói tôi chơi mà, tôi đâu có giấu ai đâu, đúng không? Đúng không? Tôi về tôi nói lên trên đài truyền hình mà, tất cả mọi người thấy rõ ràng rồi đó. Đâu, tôi đâu có gì đâu mà phải giấu giếm hay gì mà tất cả mọi người cứ khui ra làm gì? Tôi đã nói rồi, cần gì phải khui. Ok? Mấy người thật sự là mấy người thật là nói những cái người đó giống như là gọi là cái gì ta, mình cũng không biết dùng từ gì, những cái vớ vẩn á tất cả mọi người, dạng như không có thuộc tiếp người nào ở trong cái xã hội, tại vì hết hết chuyện để mình làm cho thể tôi xấu rồi, đúng không? Cho nên là cứ khui mấy cái chuyện đó, trời ơi mẹ, cái danh dự của mình á chỉ để khúc nào cần thôi, còn khúc nào không cần thì bỏ. Ok, đúng rồi, cho mọi người
nguyện của mình. chỉ dành cho những đúng người, đúng lúc, đúng chỗ. Còn những cái đứa mà vớ va vớ vĩnh đó, thì nó muốn nói gì kệ mẹ nó, tại vì nó nằm ở cái chân của mình đó, cho nên mình cũng chả quan tâm. Không, cái đó là chị Hằng dạ nói vĩ rất là hay. Đôi lúc đúng rồi, mình cái cuộc sống này mình chả quan tâm cái gì, cái nào dính tới mình đó, mà người quan trọng mình hãy quan tâm, còn bình thường thôi kệ nó muốn nói gì nói. Tại vì sao mình cứ quan tâm hết người này tới người kia thì ôi trời, cái xã hội mình nó nhiều nhiều cái thành phần nó Không có bạn như vậy. tất cả mọi người. Bởi vì bị nói là có đôi lúc nhiều khi tôi nghĩ trời trời má ơi, nhiều khi nó comment nhiều cái tôi nói thiệt á, tôi không biết thứ này thứ gì luôn á tất cả mọi người, mấy thứ bảy chủ nhật chứ. Ra thì bây Giờ thì á, nó muốn khiêu gì cái cũng kệ nó chứ chả cái gì đó. Mình càng tức thì mình càng bị dính chưởng, cho nên là bây giờ everything ok, chả có gì nước mình chạy rồi nữa hết, chai luôn tất cả mọi người ơi. có nghĩa là dùng cái động từ mà dùng Dùng cái từ mà được gọi là cây mẹ dài cái chế độ cây mẹ luôn, không biết nên mua cái quạt gì đây. nhiều quá thì Cảm ơn mọi người, cái này thì không có rành nè, 25. Sao cái này nhìn nó xíu mà nó mắc dữ ta, stupid. cái này nhỏ mình Bữa nó mắc đi. Mở ra coi nha tất cả mọi người. Chiều nó mới tự cắt tóc mới mới nhuộm cũng cho quay qua quay lại luôn. Bảo hành 1 năm, bảo hành 2 năm, personal air Clippy V6 Honeywell. Cái sản phẩm của Honeywell này thì nó nhỏ, nó rẻ lắm tất cả mọi người. Cái sản phẩm của Honeywell này đô 19 đô. Này có mấy màu luôn rồi mà đó. À, 21 22 đồng này. Muốn nào mọi người nó còn nhỏ quá rồi đẩy Không được. mày cứ thích cái này quá mày cầm Mọi người. Vậy còn mua này chị đúng không? Vâng, tôi còn À, cảm ơn mọi người. Cái này cũng hay hay ha, này chỉ mũi này thì sắp đi đâu cũng dễ nè, này gửi văn phòng thì phòng ok. này gửi văn phòng Hay à. cái kia này trắng này Rồi đó. đẹp
chỗ bán đồ của máy giặt đó tất cả mọi người, không biết cái đó gọi là cái gì ta, cái lưới để giặt đồ gọi là cái gì ta. ok thôi là chào Tất cả mọi người nha, giờ chỉ đi chợ cho lẹ cho mấy hết giờ. Bye 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 bye.